Vào ngày hôm qua, hơn 206.000 vận động viên trên toàn thế giới đã tham gia giải chạy gây quỹ từ thiện Wings for Life World Run. Đây là cuộc chạy bộ có quy mô lớn nhất trên thế giới, diễn ra cùng một lúc ở 158 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải được tổ chức bởi Hiệp hội Nghiên cứu Chấn thương Tủy sống Wings for Life. Năm nay là năm thứ 10 cuộc thi được tổ chức. Sự kiện bắt đầu vào đúng 11 giờ theo giờ GMT ở 158 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cuộc đua không có đích đến. Thay vào đó, sẽ có một chiếc xe xuất phát sau các vận động viên 30 phút và đuổi theo họ. Người chiến thắng là vận động viên nào chạy được quãng đường xa nhất trước khi chiếc xe đuổi kịp. Nam vận động viên giành chiến thắng là Joe Fukuda, người đã hoàn thành 69,01 km tại sự kiện được tổ chức ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đây là lần thứ hai anh giành chiến thắng trong sự kiện này. Tôi đang tận hưởng giây phút quý giá nhất trong cuộc đời của mình, thật không thể tin được. Thành tích tốt nhất của nữ thuộc về Kasia Zikoda với quãng đường 55,07 trong thời gian 3 giờ rưỡi ở Poznan, Ba Lan. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được trao cho các nghiên cứu chấn thương tủy sống để giúp các bệnh nhân phục hồi và cải thiện cuộc sống.